thông tin tiểu sử ca sĩ Mỹ Lệ Mỹ Lệ, tên đầy đủ là Hoàng thị Mỹ Lệ, là một ca sĩ nhạc nhẹ Việt Nam môn sơ Mỹ Lệ sinh ngày 1 tháng 6 năm 1972 tại Quảng Bình và lớn lên. Ở Huế trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, bố là nhạc sĩ Hoàng Sông Hương và mẹ tuy không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng yêu âm nhạc. Mỹ Lệ học sen lô tại Nhạc viện Huế từ năm lên 7 tuổi. Tốt nghiệp đàn vi ô lông xeo hệ chính quy 11 năm. Khoa giao hưởng, Nhạc viện Huế năm 1991. Tốt nghiệp Đại học Thanh Nhạc năm 1996 tại Trường Đại học Nghệ thuật Huế. Trong thời gian còn là sinh viên. Mỹ lệ đã đạt tham gia lưu diễn tại Pháp năm 1993 cùng các thầy cô giáo sư của nhạc viện, tham gia festival sinh viên của Đại học Chiang Mai Thái Lan năm 1994, đạt huy chương vàng tiếng hát sinh viên toàn quốc năm 1994 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh huy chương bạc liên hoan các trường nghệ thuật chuyên nghiệp năm 1995 tại Hà Nội và giải giọng hát triển vọng trong cuộc thi liên hoan giọng hát kính phòng toàn quốc cuộc thi mang tính cổ điển chuyên nghiệp vào năm 1996 tại nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh năm 1997 Mỹ Lệ chính thức vào thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Tham gia trong nhiều chương trình ca nhạc lớn như Duyên dáng VN5, chương trình Thập kỷ tình ca của Bảo Lao Động và nhiều CT ca nhạc khác. Bắt đầu thu âm cho các hãng băng đĩa nhạc như Kim Lợi, Làng Văn, năm 1998. Cô tham gia lưu diễn với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Singapore. Xuất hiện trong các chương trình tác giả tác phẩm của nhóm Những Người Bạn. Chương trình tác giả từ Huy Bảo Phúc. Thu âm một số nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn. Năm 1999, cô tham gia lưu diễn một tháng ở các nước châu Âu cùng với các ca sĩ thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình Trịnh Công Sơn dấu chân không năm tháng và nhiều chương trình ca nhạc lớn trên cả nước, tham gia thu âm trong nhiều chương trình ca nhạc như Mưa trên cuộc tình 1, 2,3 của Trung tâm băng nhạc trẻ và ST Production. Tình vô tận 1,2 của Bafaco, Bến Thành Audio và nhiều chương trình ca nhạc tổng hợp cô bắt đầu tạo dấu ấn rõ nét trong công chúng với những bài hát vầng trăng đêm trôi, kẻ rong chơi cuối thế kỷ, biển trắng năm 2000, mỹ lệ đoạt huy chương vàng trong liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp mùa thu tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, tham gia duyên dáng Việt Nam 10, nhịp cầu âm nhạc HTV lá thư âm nhạc và xuất hiện nhiều trong những chương trình ca nhạc. Thu âm chung với ca sĩ Quang Linh trong album Cô Tấm ngày nay. Đồng thời liên tục tham gia thu âm nhiều bài hát. Năm 2001, Mỹ Lệ phát hành album sau lâu đầu tay về với em. Tham gia duyên dáng Việt Nam 11, chương trình dòng thời gian của báo Sài Gòn Giải Phóng trò chơi âm nhạc, quà tặng âm nhạc của VTV và nhiều CTK nhạc khác. Được yêu thích bởi những ca khúc dòng sông không trở lại. Sao trách trong phim dòng đời, một ngày bình yên, tan bao giấc mơ, và cơn mưa tới, năm 2002. Mỹ Lệ được bình chọn một trong 10 ca sĩ được yêu thích nhất của giải VTV bài hát Tôi Yêu phát hành album Vol 2 cho nhau một nụ cười. Những bài hát do cô trình bày được yêu thích nhất trong năm là Góc Phố Buồn, Tình Đầu, Cho Nhau Một Nụ Cười. Năm 2003, được bình chọn trong chương trình VTV bài hát Tôi Yêu Lần Hai với ca khúc Cho Nhau Một Nụ Cười trong album cùng tên được đề cử ca sĩ được yêu thích trong chương trình bình chọn ngôi sao bạch kim của báo mát màn ảnh sân khấu và thế giới nghệ sĩ video album tuyển chọn những bài hát yêu thích tham gia lưu diện ở canada vào tháng 12 năm 2004 phát hành album mỹ nhân ngư và tạo dấu ấn với bài vocal cổ gọi tên bốn mùa của cô nhạc sĩ trịnh công Sơn năm 2005, cô lập gia đình với một doanh nhân và sau đó đã có không hai con gái. Từ lúc lập gia đình đến nay, cô ít xuất hiện hơn trên thị trường âm nhạc và chưa có thêm album mới nào. Năm 2009, Mỹ Lệ đã trở lại với album mang tên nhan sắc album này đã giúp cô đoạt giải album do hội đồng nghệ thuật bình chọn tại chương trình album vàng tháng 6 năm 2009. HTTPS Gạch chéo gạch chéo www.facebook.com gạch chéo mai.le 39